bộ binh israel bắt đầu tấn công vào giải gaza hàng ngàn người tại nhiều quốc gia biểu tình ủng hộ palestine hạ viện mỹ tiếp tục căng thẳng khi các ứng viên sáng giá bỏ cuộc nga tổng lực tấn công dữ dội vào thị trấn abdievka của ukraine Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây bộ binh Israel đã thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào giải Gaza kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào một tuần trước. Cùng lúc thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cho biết chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu. Israel đã hạ một số tay súng trong khu vực, trong đó có thành viên một đơn vị Hamas từng phóng tên lửa chống tăng dẫn đường vào Israel. Bộ binh Israel đã thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào giải Gaza và thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu. Chuẩn đội đốc Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, quân đội được xe tăng yểm trợ đã tấn công vào các tổ rocket của người Palestine và tìm kiếm thông tin về vị trí của các con tin. Ông Netanyahu cho hay chúng ta đang tấn công bằng sức mạnh chưa từng có. Tôi nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ kết thúc xung đột vào thời điểm mà nước này thấy phù hợp sau khi Hamas bị đánh bại. Theo kênh Al Jazeera, trong vòng một giờ, các tàu của Israel tấn công các mục tiêu dọc bờ biển dạng sáng ngày 14 tháng 10 giờ địa phương. Đồng thời, một cuộc không kích khác nhắm vào một tòa nhà ở thành phố Deir -er el miền trung Gaza trước đó quân đội israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào giải gaza chỉ vài giờ sau khi các tay súng palestine tiến hành vụ tấn công bất ngờ vào miền nam israel chiến dịch tấn công vào gaza với tên gọi gươm sắt được tiến hành đồng thời cả trên bộ và trên không theo đó máy bay chiến đấu của israel đã không kích hàng loạt mục tiêu ở giải gaza trong khi lực lượng bộ binh với sự tham gia của hàng chục xe tăng và thiết giáp đã tiến vào gaza từ nhiều hướng khác nhau sau cuộc tấn công của Hamas, quân đội Israel đã ban bố tình trạng báo động mức cao nhất, đồng thời ra lệnh huy động hàng nghìn quân dự bị. Nhiều người Palestine sống tại thành phố Gaza và các khu vực miền Bắc giải đất cùng tên ngày 13 tháng 10 di chuyển xuống phía Nam để lánh nạn, sau khi quân đội Israel yêu cầu họ rời khỏi khu vực trước chiến dịch tấn công nhóm Hamas trong khu vực nhiều cơ quan viện trợ cảnh báo đợt sơ tán diện rộng nguy cơ đẩy nỗ lực hỗ trợ dân palestine tại giải gaza tới giới hạn do nhiên liệu thực phẩm và nước uống cạn kiệt sau khi israel phong tỏa khu vực này tổ chức y tế thế giới who cho biết các bệnh viện địa phương đang chật vật chữa trị cho các nạn nhân trong những đợt tập kích của israel giới chức giải gaza cảnh báo các bệnh viện đang cạn dần thuốc và bắt đầu mất năng lực điều trị Ngày 13 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Israel tại cuộc gặp người đồng cấp Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant nói rằng, chúng tôi đang chiến đấu vì ngôi nhà của mình, chúng tôi đang chiến đấu vì tương lai của mình, con đường sẽ còn dài, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Ông Austin cho rằng, viện trợ quân sự bao gồm đạn dược, thiết bị phòng không đang đến Israel, nhưng đây là lúc để tỏ rõ quyết tâm chứ không phải để trả thù. Thưa quý vị, Avdiivka mang tầm quan trọng biểu tượng lẫn chiến lược. Nơi đây đã hứng chịu nhiều cuộc giao tranh ác liệt kể từ năm 2014. Sau nhiều tháng bế tắc trên chiến trường, Nga đã tổng lực tấn công dữ dội về phía thị trấn Avdiivka. Đây là đợt tấn công lớn chưa từng có của Moscow vào khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra. Sau nhiều tháng bế tắc trên chiến trường, Nga đã sử dụng thiết giáp, pháo binh và máy bay chiến đấu tấn công dữ dội về phía thị trấn Avdiivka nằm ở tây nam Donetsk. Đây là đợt tấn công lớn chưa từng có của Moscow vào khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra. Quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt đã diễn ra trong mấy ngày qua khi Nga tiến vào thị trấn từ hai bên sườn. Avdiivka mang tầm quan trọng biểu tượng lẫn chiến lược. Nơi đây đã hứng chịu nhiều cuộc giao tranh ác liệt kể từ năm 2014. Nếu giành được thị trấn này thì đây không chỉ là bước tiến lớn với Nga mà còn giúp Moscow có cơ hội đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Donetsk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 10 tháng 10 cho biết, ba tiểu đoàn của Nga với quân số hơn 2.000 binh sĩ được sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép đã tăng cường hoạt động theo hướng APDFK. Song song với đó, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công lớn vào thị trấn. Ông Vitaly Barabat, lãnh đạo chính quyền APDFK do Ukraine bổ nhiệm lưu ý, chưa bao giờ Nga cùng lúc triển khai trang thiết bị và binh sĩ với số lượng lớn như vậy trong giao tranh. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng nước này đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của đối phương nhằm vào Abdiyevka và 8 cuộc tấn công khác ở phía đông Stepov và đông nam Siaverny trong hôm 11 tháng 10. Nhưng đến hôm 12 và 13 tháng 10, Nga đã phát động thêm một loạt cuộc tấn công khác theo hướng Abdiyevka, Stepov, Siaverny và Poromaskoye. Alexander Stupun, người phát ngôn lực lượng miền nam Ukraine nói rằng các đơn vị phòng thủ Ukraine đang gây tổn thất cho quân đội Nga. Mặc dù số lượng thiết giáp mà Nga triển khai đã giảm, nhưng Moscow vẫn tiếp tục sử dụng bộ binh để tấn công. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV kép có trụ sở tại Mỹ nhận định, cuộc tấn công ở APDFK cho thấy cách Nga đang rút ra bài học kinh nghiệm và thích nghi trên chiến trường. Theo ISV Nga đã sử dụng hiệu quả tác chiến điện tử, các biện pháp phản pháo, trinh sát trên không, đồng thời tăng cường mạng lưới liên lạc giữa các đơn vị. Tuy vậy, sự thích ứng này khó có thể mang lại những lợi ích chiến lược và giúp họ mở rộng hoạt động tác chiến. Nhà phân tích Ian Matveev suy đoán, phương pháp tiến công từ hai bên sườn cho thấy Nga đang cố gắng giành lại thị trấn Avdiivka hoặc ít nhất là tạo tiền đề cho việc đó. Nhưng Moscow khó có thể giành quyền kiểm soát nhanh chóng thị trấn này chỉ bằng các cuộc tấn công từ hai phía hoặc tấn công trực diện. Thay vào đó, họ cần phải bao vây toàn bộ. Thách thức lớn nhất đối với Moscow hiện giờ là thiếu lực lượng trong khi quân đội Ukraine không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào về pháo binh hoặc trinh sát. Thời gian gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công xung quanh mặt trận phía đông, không chỉ ở hướng ABDFK mà còn dọc theo trục liman Kupiang. Theo ISVK, việc Moscow tập trung vào trục liman Kupiang có thể là nỗ lực nhằm ngăn chặn Ukraine luôn chuyển quân tới nơi khác. Nhiều khả năng cuộc tấn công vào ABDFK cũng có mục đích tương tự. Cuộc tấn công hiện tại vào ABDFK là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong vòng một năm qua. Trước đó, Moscow đã tăng cường tập kích thị trấn này hồi tháng 7 năm 2022 và tháng 3 năm 2023. Giới phân tích cảnh báo các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra có thể biến nơi đây thành bác mốt thứ hai. Có nguy cơ kéo hai bên vào một cuộc xung đột triển miên, tốn kém cả nhân lực lẫn vật lực trong khi không có nhiều triển vọng trong tương lai. Mới đây, giới chức quân đội Mỹ đã chứng minh mảnh vỡ máy bay không người lái UAV mới được thu hồi ở Ukraine cho các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc là của Iran. Theo thông tin từ phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đại diện từ hơn 40 quốc gia đã tham dự sự kiện này. Tại đây, các quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA khẳng định những mảnh vỡ là các bộ phận của các máy bay không người lái trăm 101 mươi 131 và mươi 136 của Iran được tìm thấy ở Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng đây không phải là bàn sao, những thứ này là thật. Đây là những vũ khí mà Iran đã chuyển giao cho Nga. Trong khi đó, hồi tháng 6, Viện dẫn thông tin tình báo mới được giải mã. Nhà Trắng cho biết các máy bay không người lái được xuất tại Iran được vận chuyển qua biển Caspi và sau đó được các lực lượng Nga sử dụng ở Ukraine. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, ông John Kirby thời điểm đó nói rằng Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công Kiev và mối quan hệ đối tác quân sự giữa hai nước này dường như đã được tăng cường. Ông Kirby lúc đó cũng bày tỏ quan ngại rằng Nga đang hợp tác với Iran để sản xuất máy bay không người lái của Iran tại Nga. Theo ông, Mỹ có thông tin rằng Nga đã nhận các nguyên liệu cần thiết từ Iran để xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái và cơ sở này có thể bắt đầu hoạt động vào đầu năm sau. Mỹ trước đó đã trừng phạt đội ngũ lãnh đạo của một công ty sản xuất quốc phòng của Iran do cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Iran cũng từng thừa nhận chuyển máy bay không người lái cho Nga, nhưng cho biết các máy bay này được chuyển cho Nga trước khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, phía Nga phủ nhận cáo buộc các lực lượng của nước này sử dụng máy bay không người lái của Iran ở Ukraine. Gần đây, máy bay không người lái cảm tử UAV Lancet của Nga đã phá hủy thành công cường kích Su-25 Ukraine. Vụ việc xảy ra ngay bên trong căn cứ không quân Donzinsevo, gần thành phố Kariviri, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Đây là cuộc tấn công bằng UAV thứ hai của Nga trong vòng 3 tuần vào các đơn vị không quân Ukraine tại Donzinsevo. Dường như quân đội Ukraine chưa rút ra được kinh nghiệm từ vụ tấn công UAV phá hủy một tiêm kích MiG-19 trước đó. Một đoạn video từ máy bay không người lái thứ hai của Nga đã ghi lại khoảnh khắc UAV Lancet lao vào chiếc Su-25 giữa ban ngày. Căn cứ không quân Donji sevo nằm cách tiền tuyến miền nam Ukraine đến 72 km. Điều đó có nghĩa là lancet trong cuộc tấn công là một máy bay không người lái cải tiến Prodak-53. Tầm bay được mở rộng lên đến hơn 70 km, biến thể cũ chỉ có thể di chuyển khoảng 40 km. Prodak-53 rõ ràng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các trung đoàn không quân Ukraine tại các sân bay trong phạm vi 70 km tính từ tiền tuyến. Ukraine không đủ tiềm lực để bố trí lực lượng phòng không bảo vệ tất cả các sân bay và việc phát hiện UAV phức tạp hơn nhiều so với máy bay thông thường. Điều này có thể thấy rõ qua việc phòng không Ukraine không phát hiện ra lan xếp Prodak-53 mà cả UAV bay cùng nó để quay video. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian và cơ hội để không quân Ukraine thích nghi. Mất một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-25 không phải là tổn thất quá lớn, các đồng minh của Ukraine đã cam kết có đủ số MiG-29 và Su-25 để thay thế cho những máy bay mất trong chiến đấu. Ở thời điểm hiện tại, không quân Ukraine vẫn đang làm tốt việc bảo vệ các phi đội máy bay chiến đấu còn lại trước các cuộc tấn công của Nga. Nhiều đơn vị đã thực hiện các cuộc tấn công đánh trả bằng tên lửa vào bán đảo Crimea trong tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, việc dự báo trước một cuộc tấn công từ UAV Nga khó hơn nhiều. Trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay, cả hai bên đều sử dụng rất nhiều UAV. Vũ khí hiệu quả hàng đầu của Nga được đánh giá là UAV Lancet. Giới quan sát cho rằng UAV này ngày càng nguy hiểm trên chiến trường. Đạn lượn Lancet hay UAV cảm tử Lancet là một thành công nổi bật của Nga. UAV nặng 15kg này đã chứng tỏ năng lực hạ gục một loạt mục tiêu, từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến máy bay đang đỗ ở vị trí xa ngoài đường chân trời. Lancet cũng đặc biệt hiệu quả khi tấn công pháo và hệ thống phòng không đối phương. Sau khi được sử dụng thử nghiệm tại Syria vào năm 2021, máy bay không người lái UAV Lancet đã được đưa vào phục vụ đầy đủ trong cuộc xung đột đó. Lần đầu tiên người ta biết Lancet được sử dụng trong xung đột Ukraine là vào tháng 7 năm 2022. Sau đó Lancet được sử dụng trên chiến trường này với số lượng tăng dần. Lancet phóng từ một đường dây và truyền video về cho chắc thủ. Lancet thường bay cùng UAV trinh sát chuyên phát hiện mục tiêu và cung cấp tọa độ. Một cánh quạt điện tạo lực đẩy cho Lancet ở tốc độ khoảng 112 km h Một nhà phân tích Ukraine cho rằng tỷ lệ thành công của Lancet trên chiến trường là sấp xỉ 30%. Với giá của Lancet là 35.000 đô la Mỹ một chiếc, trong khi mỗi mục tiêu Ukraine có giá trị hàng triệu đô la Mỹ, thì Lancet là một giải pháp rất hiệu quả về chi phí. 25% mục tiêu của UAV trong số trên là xe tăng và xe thiết giáp hạng nhẹ, trong đó có ít nhất một xe tăng Leopard 2 do Đức cung cấp cho Ukraine. Chiếc xe tăng này trước đó đã bị bất động do chúng mìn hoặc tên lửa, sau đó lan rét ra đòn hủy diệt nó. 15% số mục tiêu có giá trị rất cao, đó là các bệ phóng tên lửa phòng không và hệ thống radar của Ukraine. Các bệ phóng và hệ thống này thường được đặt ở vị trí cách tiền tuyến vài dặm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ xa để nằm ngoài tầm với của Lancet. Khi Lancet loại bỏ thành công các mục tiêu này, Nga có điều kiện triển khai ưu thế trên không thông qua máy bay trực thăng và máy bay cường kích. Với tầm bay xa và khả năng tìm ừ. kiếm mục tiêu trên mặt đất, UAV Lancet sở hữu lợi thế thực sự. Trong lúc đó, người điều khiển Lancet vẫn ẩn mình an toàn ở nơi xa, không dễ bị đối phương đánh trả bằng hỏa lực phản pháo. Theo dữ liệu của nhóm phân tích nguồn mở Oric Ukraine có tới 222 pháo tự hành bị phá hủy hoặc hư hại. Như vậy, Lancet có thể gây ra tới 64% tổn thất về pháo tự hành của Ukraine. Hồi tháng 9, một Lancet của Nga phá hủy một máy bay MiG-29 của Ukraine đang đậu trên sân bay ở cự ly ít nhất là 80 km. Theo truyền thông Nga, làm được điều này là nhờ vào các chỉnh sửa thiết kế của UAV. Thành công nói trên của Lancet – đã truyền cảm hứng để các công ty và các nhóm tình nguyện của Nga thiết kế các UAV giá rẻ theo phong cách Lancet. Thưa quý vị, mới đây hàng nghìn người ở Trung Đông và những nơi khác đã tuần hành rầm rộ để bày tỏ sự ủng hộ người Palestine giữa lúc Israel tăng cường tấn công giải Gaza để trả đũa nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas. Cựu thủ lĩnh Hamas Khalid Mesaan kêu gọi người ủng hộ khắp thế giới tham gia biểu tình và bày tỏ thái độ giận dữ khi giao tranh với Israel gia tăng. Ông cũng đề nghị người Hồi giáo tại các nước láng giềng Jordan, Syria, Liban và Ai Cập tham gia chống Israel. Hãng thông tấn quốc gia IRNA của Iran hôm 13 tháng 10 đã đăng tải hình ảnh về các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine của người dân nước này trên toàn quốc. Tại thủ đô Tehran, đám đông tuần hành cầm quốc kỳ Palestine. Họ mang theo cả ảnh chụp Qasem Soleimani, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ vào năm 2020, cũng như các biểu ngữ chống Israel. Nhiều chính trị gia chủ chốt của Iran đã tham gia tuần hành, bao gồm cả chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và lãnh đạo cơ quan tư pháp Golam Hossein Mohseni Eze. Cùng ngày, hàng nghìn người đã đổ ra các đường phố Jordan để biểu tình. Hàng trăm người cũng tuần hành về phía khu vực hạn chế ở biên giới giáp Israel, bất chấp lệnh cấm tụ tập tại đây. Tại thủ đô Baghdad của Iraq, hàng chục nghìn người Iraq đã tham gia tuần hành ở quảng trường Tahrir với cờ Palestine, họ cũng hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và Israel. Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại nhà thờ hồi giáo quốc gia Baitul Mukarram, các nhà hoạt động đạo hồi đã hô hồ vang các khẩu hiệu phản đối hành động không kích giải Gaza của quân do Thái nhiều người cũng xuống đường ở vùng Kashmir của Ấn Độ, trong khi các buổi cầu nguyện ngày 13 tháng 10 tại nhà thờ Hồi giáo chính ở thành phố thủ phủ Srinagar bị hủy bỏ để tránh tình trạng bất ổn. Theo Reuters, các cuộc tuần hành với quy mô nhỏ hơn cũng diễn ra ở Pháp và được lên kế hoạch tổ chức ở Rome, Italy, Munich, Đức, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine, đồng thời lên án các vụ ném bom vào Gaza. Báo Time of Israel đưa tin Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả người dân Israel ở nước ngoài nâng cao cảnh giác. Nguồn tin trên cho hay các hoạt động phản đối tại nhiều nước có thể sẽ biến thành bạo lực nhằm vào công dân Israel và người Do Thái nói chung. Do đó, người Israel cần tránh xa các hoạt động này, cập nhật tình hình từ các giới chức an ninh địa phương. binh sĩ Israel đang tập trung ở biên giới giải Gaza sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tấn công bất ngờ vào lãnh thổ của Israel hôm 7 tháng 10. Việc họ có mở cuộc tấn công trên bộ vào Gaza hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Dù vậy, theo lời những binh sĩ từng chiến đấu ở Gaza trước đây, một điều rõ ràng ở đây là bất kỳ cuộc xung đột nào cũng sẽ khó khăn, nguy hiểm. Gaza là giải đất dài 40 km nhưng có khoảng 2,3 triệu dân đây là một trong những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất thế giới trong bản đồ quân sự ở israel gaza được chia thành hai phần gaza bên trên mặt đất và gaza dưới mặt đất nơi bom và máy bay không người lái không thể tiếp cận còn các vệ tinh tinh vi không thể quan sát vị trí của dân thường palestine và các tay súng rất gần nhau israel tin rằng hamas đang cố gắng lôi kéo các tay súng đến vùng lãnh thổ mà phong trào này thông thạo hơn các quan chức dự đoán những đường hầm và mặt đất khắp khu vực đó sẽ bị gài đầy chất nổ. Nhà sử học người Palestine Haren Choreb tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi Mos Dayan thuộc Đại học Tel Aviv nhấn mạnh, không ai thực sự biết có gì dưới lòng đất. Ông Choreb cho rằng binh lính Israel khó có thể xông vào những đường hầm này. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng xác định vị trí của chúng và tìm cách hôn chuột. Bất chấp những đòn không kích dữ dội của Israel vào Gaza, Hamas vẫn có thể bắn tên lửa vào các thành phố của Israel sau 5 ngày giao tranh. Trong nhiều trường hợp, tên lửa được giấu dưới lòng đất và di chuyển bằng đường dây ngầm. Hệ thống đường hầm của Hamas đã khiến binh sĩ và dân thường Israel sợ hãi trong nhiều năm qua. Chúng trở nên vũ khí hóa vào năm 2006 khi các thành viên Hamas sử dụng lối đi này để lèn vào Israel sát hại hai binh lính, làm bị thương hai người khác và bắt cóc binh sĩ Gilad Salit. Salit bị giam giữ dưới lòng đất hơn 5 năm và được trở về quê hương qua thỏa thuận trao đổi 1.000 tù nhân trong các nhà tù của Israel. Trong thập kỷ qua, nhiều người Israel đã báo cáo với chính quyền về việc nghe thấy tiếng đào sới dưới lòng đất. Quân đội cũng nỗ lực tìm kiếm giải pháp để phát hiện và phá hủy các đường hầm ở cả hai bên biên giới, nhưng chỉ đạt được thành công hạn chế. Quân đội Israel biết hệ thống đường ngầm phức tạp của Hamas có máy phát điện, phòng tình báo và thiết bị quân sự dường như không ai ở Israel biết được đường hầm dài bao nhiêu, ngoại trừ việc mạng lưới rộng lớn và phức tạp này thường được gọi là Gaza Metro. Một người lính từng chiến đấu ở Gaza cho biết, chúng tôi biết họ đang đợi chúng tôi. Tình hình trên mặt đất ở Gaza đã tồi tệ, thì dưới lòng đất còn tồi tệ hơn nhiều. Theo số liệu chính thức của Palestine, sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào giải Gaza ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, đã có 1.569 người thiệt mạng và 7.212 người bị thương. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên trên 1.300 người. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel là rất tốn kém và các chuyên gia an ninh đã xem xét kỹ hơn nguồn tài trợ cho nhóm này đến từ những đâu và nguồn cung cấp tiền ít ngờ tới của Hamas đó là Iran. Iran nổi lên như một trong những nhà tài trợ chính hào phóng nhất cho Hamas, cung cấp cho nhóm chiến binh những nguồn lực quan trọng mà họ cần. Nhưng các nhà điều tra ở Mỹ và trên thế giới đã xác định được một nguồn doanh thu khác đang được Hamas khai thác. Các nhà tài trợ trực tuyến ở xa cung cấp hỗ trợ bằng tiền điện tử. Kênh CNN cho biết, ngay cả trước khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington DC đã theo đuổi một cuộc điều tra hình sự về việc nhóm chiến binh này sử dụng tiền điện tử thông qua những kẻ bị cáo buộc rửa tiền. Các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ chỉ công bố rất ít thông tin chi tiết về vụ rửa tiền, với hầu hết hồ sơ đã được niêm phong, nhưng những hồ sơ được công khai đã tiết lộ nó bắt nguồn từ các tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas mà chính phủ Mỹ thu giữ 3 năm trước. Hồ sơ tòa án hồi tháng 5 cho biết, vụ án đang diễn ra và thẩm phán đã tạm dừng các thủ tục tố tụng liên quan đến vấn đề dân sự đến tháng sau để cho phép vụ án hình sự tiếp tục mà không bị can thiệp. Theo các nhà phân tích chia sẻ với Đài CNN, các địa chỉ tiền điện tử mà Israel phát hiện có liên kết với Hamas và một nhóm chiến binh Palestine khác có tổng trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ việc sử dụng tiền kỹ thuật số của hamas chỉ là một trong nhiều cách mà nhóm này đã sử dụng để gây quỹ trong khi phải tránh các lệnh trừng phạt tuy nhiên một số lời kêu gọi quyên góp đã xuất hiện công khai theo một báo cáo công bố năm nay của bộ an ninh nội địa hamas và các nhóm khủng bố khác đã sử dụng mạng xã hội facebook và x tên mới của twitter để đăng công khai địa chỉ ví tiền điện tử của họ và hướng dẫn mọi người cách quyên góp nhưng hamas rõ ràng đã không ngừng hoàn toàn nỗ lực đó Hôm 10 tháng 10, chính quyền Israel đã tuyên bố đóng băng các tài khoản tiền điện tử bổ sung mà nhóm này được cho là đã sử dụng để quyên góp tài chính phục vụ cho cuộc xung đột đang diễn ra. Không rõ Hamas đã nhận được bao nhiêu tiền bằng tiền điện tử, nhưng có bằng chứng cho thấy họ đã tích lũy được số tiền đáng kể. Tờ quân Street Journal dẫn thông tin từ ông Dmitry Matikin, giám đốc điều hành của phần mềm phân tích tiền điện tử BitOK, cho biết các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Hamas và bị chính quyền Israel thu giữ đã nhận được gần 41 triệu đô la Mỹ từ năm 2020 đến năm 2023. Elliptic, một công ty phân tích khác, tính toán rằng 94 triệu đô la Mỹ khác được cho là do tổ chức thánh chiến hồi giáo Palestine, một đối tác chiến binh của Hamas nắm giữ. Ada Akatuna, một nhà nghiên cứu của Elliptic, nói với CNN rằng Hamas và lữ đoàn Al-Qassam, nhánh quân sự của họ, là một trong những người khởi xướng thành công nhất cho đến nay việc gây quỹ dựa trên tài sản tiền điện tử. Ông Akatuna lưu ý rằng việc theo dõi dòng tiền điện tử được liên kết với lũ đoàn al Sam rất phức tạp do nhóm này dùng các địa chỉ tiền điện tử sử dụng một lần được tạo cho mỗi nhà tài trợ cá nhân và các giao dịch tiền bất hợp pháp chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt một cách ẩn danh không có hồ sơ. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2021, Iran là nhà hào tâm chính của Hamas quốc gia này đã cung cấp tới 100 triệu đô la Mỹ hàng năm cho các nhóm vũ trang Palestine, bao gồm cả Hamas và nhóm Jihad. Những tiết lộ từ Bộ Tài chính Mỹ đã vạch ra cách Hamas đôi khi nhận được tiền của Iran thông qua các nhà tài trợ có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Theo một quan chức cố vấn Bộ Tài chính Mỹ, Iran đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tài trợ cho các nhóm như Hamas, chẳng hạn như mạng lưới các công ty vỏ bọc. Các giao dịch được các quan chức cấp cao che đậy và sử dụng kim loại quý để tránh các lệnh trừng phạt. Thưa quý vị, một hạ nghị sĩ, người được đánh giá là nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa, đã tuyên bố bỏ cuộc đua vào ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ. Điều này đã khiến hỗn loạn trong nội bộ đảng này tiếp tục căng thẳng. Hạ nghị sĩ Steve Scalise, nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa, tuyên bố bỏ cuộc đua vào ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ, khiến hỗn loạn trong nội bộ đảng này tiếp tục căng thẳng. Sau cuộc họp của Đảng Cộng Hòa vào ngày 12 tháng 10 giờ địa phương, ông Scalise tuyên bố với các phóng viên, tôi vừa nói với các đồng nghiệp là mình rút lui khỏi vị trí ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện. Trước đó, tuy đã đánh bại ông Jim Jordan để trở thành ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Steve Scalise vẫn không nhận được sự ủng hộ của ít nhất 217 trong số 221 hạ nghị sĩ Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa ngày 13 tháng 10 đã chính thức đề cử hạ nghị sĩ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ đây là lần thứ hai Đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên của đảng này cho vị trí chủ tịch hạ viện. Hạ nghị sĩ Jim Jordan, hiện đang là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ. Với 124 phiếu ủng hộ, ông Jim Jordan đã vượt qua hạ nghị sĩ Art Scott để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho vị trí chủ tịch hạ viện. Mặc dù đã giành được sự đề cử của Đảng Cộng hòa, hạ nghị sĩ Jim Jordan cũng sẽ phải có được sự ủng hộ thống nhất của các nghị sĩ trong đảng. Điều rất quan trọng để có thể đánh bại được ứng cử viên của Đảng dân chủ là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện, ông Hakim Jeffries. Tuy nhiên, đây sẽ là một thách thức khi hiện vẫn còn một số nghị sĩ Cộng hòa công khai lên tiếng không ủng hộ ông Jim Jordan. Mặc dù chưa có cuộc bỏ phiếu của Hạ viện mới nào được lên lịch, nhưng nếu mọi thành viên dân chủ và Cộng hòa đều có mặt và bỏ phiếu thì bất kỳ ứng cử viên nào cũng sẽ cần ít nhất 217 phiếu bầu để chiến thắng một tỷ lệ cao trong bối cảnh đảng cộng hòa đang bị chia rẽ bởi cạnh tranh nội bộ hạ viện không có người lãnh đạo đồng nghĩa với việc không có bất kỳ dự luật nào được thông qua hoặc chấp thuận liên quan tới các yêu cầu viện trợ khẩn cấp của nhà trắng trong bối cảnh israel đồng minh hàng đầu của mỹ ở trung đông đang có cuộc chiến với lực lượng hamas trong khi đó, các nhà lập pháp đang xem xét khả năng chính phủ Mỹ sắp đóng cửa vì họ chỉ có một tháng để thống nhất về mức chi tiêu liên bang năm 2024 trước khi hết ngân sách và không đạt được tiến triển nào trong cuộc khủng hoảng lãnh đạo. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebensia nói với Hội đồng Bảo an mới đây rằng cuộc phản công kéo dài 4 tháng của lực lượng Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Ông Nebenzia nói trong vài ngày nay, Quân đội nga đã chuyển sang hoạt động chiến đấu gần như dọc toàn bộ tiền tuyến, vì vậy chúng ta có thể coi cuộc phản công của ukraine đã chính thức kết thúc. Ông Nebenzia nhận định, thay vì chấm dứt đổ máu ở tiền tuyến, phương tây tiếp tục cung cấp cho ukraine vũ khí, từ đó kéo dài nỗi đau lớn. Tôi xin nhấn mạnh rằng lực lượng đối đầu với nga không phải là quân đội ukraine nơi tài nguyên gần như cạn kiệt, mà là bộ máy quân sự tập thể của các nước nato và ngành công nghiệp quốc phòng tổng hợp của họ. Trước đó, trong cuộc họp báo ở Romania, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng cuộc xung đột với Nga đang ở giai đoạn cuối. Ông Zelensky cũng nhận định: "Tôi không thể đưa ra thời điểm chính xác kết thúc xung đột. Tôi cho rằng chúng ta đang ở phần cuối của xung đột. Chúng ta có nhiều mối quan tâm, tiền bạc, vũ khí, nhưng chúng ta đang ở phần cuối cùng, phần khó khăn nhất." Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời cảm ơn đến Romania, nước láng giềng vừa cung cấp thêm đạn pháo cho Kiev. Tổng thống Ukraine nêu rõ sự giúp đỡ của Romani là rất quan trọng. Chúng tôi đã nhận được đạn pháo khi chúng tôi thiếu nó. Nếu Romani có thể giúp chúng tôi các hệ thống phòng không thì điều đó thật tuyệt vời. Các bạn có những hệ thống mà chúng tôi không có. Trước câu hỏi về việc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, ông Zelensky cho biết nếu cuộc xung đột tiếp tục thì có, nhưng nếu kết thúc thì không. Tôi không thể bỏ chạy giữa lúc xảy ra xung đột. Được biết, cuộc phản công hiện nay, Ukraine đang vướng phải nhiều thách thức lớn sau khi chọc thủng phòng tuyến Nga ở phía Nam. Kể từ sau khi tuyên bố giành lại ngôi làng chiến lược Roboty ở vùng Zaporizhia, Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá nào tại mặt trận phía Nam. Ukraine dường như muốn gửi đi thông điệp rằng các lực lượng nước này đã tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Nga ở mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, 6 tuần qua, Kiev vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn nào. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn 65 chịu trách nhiệm dẫn đầu cuộc tấn công, thừa nhận họ không hoàn toàn kiểm soát được ngôi làng. Việc giành lại ngôi làng nhỏ ở Zaporizhia được phía Ukraine coi là một bước thắng lợi chiến lược trong cuộc phản công. Binh sĩ Ukraine tham gia trận đánh cho biết, các đơn vị của họ chỉ đang nhích từng bước về phía trước trong khi chịu tổn thất khá nặng nề trước các cuộc tấn công của lực lượng Nga đang cố thủ trong những cứ điểm kiên cố. Hiện những đơn vị này đang thiếu nhân lực, đạn dược và máy bay không người lái. Rijad Mesur, quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc, đã nhấn mạnh đến việc cộng đồng quốc tế phải chung tay chấm dứt cuộc xung đột nhằm vào người Palestine hiện nay. Ông đã phát thảo một kế hoạch 3 điểm nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột Israel-Hamas. Kế hoạch 3 điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên gồm một là thiết lập một lệnh ngừng bắn, hai là cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển đến tay những người dân Gaza đang cần giúp đỡ, Ba là lên án và bác bỏ ý tưởng di rời 1,1 triệu cư dân khỏi phía bắc khu vực. Đặc phái viên Palestine trên cũng đã có phát biểu trên trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel IDF cảnh báo các cư dân ở phía bắc giải Gaza nên sơ tán đến phía nam vùng đất này khi IDF tấn công trên bộ nhằm đáp trả phong trào Hồi giáo Hamas. Trước đó, trong ngày 13 tháng 10, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng đã nhấn mạnh hành động này của Israel vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế khi đẩy cuộc sống của hơn 1 triệu người dân Palestine vào tình thế nguy hiểm, do họ sẽ phải sống ngoài trời trong điều kiện an ninh và nhân đạo không đảm bảo. Ai Cập kêu gọi chính phủ Israel kiềm chế các hành động leo thang để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tình hình nhân đạo ở giải Gaza. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động cưỡng bức di rời nào đối với người dân Palestine ở giải Gaza. Cơ quan này lên án việc nhắm mục tiêu vào thường dân không có khả năng tự vệ và kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo cứu trợ cũng như hỗ trợ y tế cần thiết cho người dân Gaza. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nói rõ việc không cung cấp kịp thời hàng viện trợ sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và tăng thêm nỗi đau khổ cho người dân ở Gaza. Bên cạnh đó, Ả Rập Xê Út cũng đã kêu gọi Israel chấm dứt phong tỏa Gaza, tạo điều kiện cho việc sơ tán những người bị thương và thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sáng kiến hòa bình Ả Rập. Những phản đối trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel ngày 13 tháng 10 đã ra lệnh sơ tán 1,1 triệu người dân ở thành phố Gaza yêu cầu họ phải gấp rút di chuyển về phía nam trong vòng 24 giờ để tránh một cuộc tấn công chuyên bộ có thể xảy ra. Cùng ngày, đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Edan khẳng định chính phủ nước này đang làm mọi thứ có thể để giảm thiểu thương vong của dân thường trong khu vực. Dù Liên hợp quốc cho rằng việc Israel yêu cầu các cư dân Gaza di rời là bất khả thi, nhưng ông Edan nói việc sơ tán tạm thời có thể đảo ngược được nhưng mất mát về sinh mạng là không thể. Đại sứ Israel cũng chỉ trích Liên hợp quốc vì lên án những biện pháp phòng ngừa của Tel Aviv trong việc giảm thiểu tổn thất về nhân mạng. Thưa quý vị, sau khi Israel đưa ra yêu cầu 1,1 triệu dân ở miền Bắc Gaza sơ tán trong 24 giờ, phong trào hồi giáo Hamas đã kêu gọi người Palestine ở lại, phớt lờ lệnh trên. Trong khi không lâu trước đó, quân đội Israel đã đưa ra lệnh sơ tán này trước khi họ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ nhằm loại bỏ lực lượng Hamas. Theo hãng tin AP mới đây, cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề người tị nạn của Hamas kêu gọi người dân Palestine ở nguyên trong nhà và đứng vững trước cuộc chiến tâm lý mà Israel phát động. Không lâu trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu gần một nửa trong số 2,3 triệu người ở Gaza sơ tán trước khi họ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ nhằm loại bỏ lực lượng Hamas. Các mệnh lệnh đã gây hoảng loạn cho dân thường và nhân viên cứu trợ vốn đang gặp khó khăn vì các cuộc không kích và phong tỏa của Israel. Bà Inas Hamdan, một nhân viên tại cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc ở thành phố Gaza nói Đây là tình trạng hỗn loạn, không ai biết phải làm gì. Bà cho biết tất cả nhân viên Liên Hợp Quốc ở thành phố Gaza và phía bắc Gaza đã được yêu cầu sơ tán tới Rafah. Bà Neban Fasak, người phát ngôn của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở thành phố Gaza, nói rằng không có cách nào để hơn một triệu người có thể di chuyển an toàn trong thời gian gấp như vậy. Nhiều bác sĩ ở Gaza đã quyết định không rời bệnh viện, không bỏ rơi bệnh nhân. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Jonathan Conricus, nói rằng quân đội nước này sẽ hoạt động với lực lượng đáng kể ở Gaza trong những ngày tới và đang kêu gọi dân thường sơ tán trong vùng lãnh thổ bị phong tỏa để có thể tấn công Hamas. Ông cho biết lực lượng Israel sẽ nỗ lực hết sức để tránh làm hại dân thường. Theo Liên hợp quốc, cảnh báo sơ tán mà họ nhận được cũng áp dụng cho tất cả nhân viên Liên hợp quốc cũng như hàng trăm nghìn người đang trú ẩn trong các trường học và các cơ sở khác của Liên hợp quốc. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujaric nói, Liên Hợp Quốc cho rằng một đợt sơ tán như vậy không thể diễn ra mà không gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Ông Dujaric nói rằng Liên Hợp Quốc mạnh mẽ kêu gọi hủy bỏ lệnh này. Nếu Israel tấn công trên bộ ở Gaza, thương vong dân thường có thể cao hơn cho cả hai bên. Theo Liên Hợp Quốc, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích của Israel đã tăng 25% trong một ngày, lên tới 423.000 người trên tổng số 2,3 triệu người ở một diễn biến liên quan sau khi xung đột Israel-Hamas xảy ra. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có mặt tại Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Dù bày tỏ tình đoàn kết với Israel, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng kêu gọi Israel kiềm chế để bảo vệ dân thường ở giải Gaza. Ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel rằng điều quan trọng là phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để tránh làm hại dân thường. Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của mọi sinh mạng vô tội thường dân thuộc mọi tín ngưỡng, mọi quốc tịch. Ông Blinken cũng cho rằng một trong những điều khiến dân thường ở giải Gaza gặp nguy hiểm là Hamas tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chăn sống. Trước đó hôm 12 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cảnh báo rằng Israel dù có tức giận và thất vọng cũng phải tuân theo luật chiến tranh. Mới đây, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này ông Antony Blinken và Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã thảo luận việc thiết lập các khu vực an toàn ở giải Gaza để bảo vệ dân thường. Phát biểu với báo giới, quan chức này cho hay, tại cuộc gặp hôm 12 tháng 10, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tính mạng dân thường ở giải Gaza, cũng như thiết lập một số vùng an toàn, nơi dân thường có thể tái định cư sau khi nhà nước Do Thái kêu gọi một triệu người ở đây di tản. Quan chức này cũng cho biết, Mỹ đang liên lạc với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc để tìm hiểu tình hình. Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có chuyến công du đến các quốc gia Trung Đông với Qatar là chặng dừng chân cuối cùng. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã kéo dài nhiều ngày qua và Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza. Hôm 13 tháng 10, Liên Hợp Quốc cho biết quân đội Israel đã thông báo rằng khoảng 1,1 triệu người Palestine ở Gaza sẽ phải di chuyển đến phía nam của vùng đất này trong vòng 24 giờ tới. Liên quan vấn đề này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đánh giá việc Israel kêu gọi hơn một triệu dân thường ở phía Bắc Gaza rời đi trong vòng 24 giờ là một đòi hỏi quá cao khi có rất nhiều người phải di chuyển trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cũng cho rằng yêu cầu này của Israel là không thực tế Trước đó, theo kênh tin tức Sky News cho hay, chính quyền Washington đang làm việc với nhà chức trách Ai Cập để thiết lập một hành lang nhân đạo nối lãnh thổ nước này với giải Gaza dành cho người dân Palestine cũng như hàng trăm công dân Mỹ đang có mặt tại đây. Theo Sky News, động thái thiết lập hành lang nhân đạo được Mỹ đề xuất với Ai Cập diễn ra trong bối cảnh IDF có khả năng sẽ tiến quân vào giải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình cuộc xung đột những ngày gần đây. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ toàn diện cho Israel trong cuộc xung đột, đồng thời nhắc lại những yêu cầu trước đó của Washington về việc IDF nên hạn chế thương vong dân thường. Ở một diễn biến liên quan, phát biểu tại thành phố Netivot, miền nam Israel, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Eli Cohen, Ngoại trưởng Đức bà Annalena Bebok cho biết bà đang thảo luận với Ai Cập và Liên Hợp Quốc về việc thiết lập vùng an toàn cho dân thường ở giải Gaza. Giải Gaza đang bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo khi số người thiệt mạng tăng lên và nguồn cung hàng hóa thiết yếu gián đoạn sau khi Israel áp đặt bao vây khu vực này. Trước tình hình này, hôm 13 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi Israel cho phép hoạt động viện trợ nhân đạo vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Phát biểu tại thành phố Istanbul sau khi chuyến bay chở hàng viện trợ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh ở Ai Cập, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Ai Cập gửi hàng viện trợ tới người dân ở Gaza. Ông cũng cam kết tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở khu vực. Cơ quan liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông, UNRWA cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau khi Israel yêu cầu các cư dân ở phía Bắc giải Gaza sơ tán về phía Nam. CNN trích dẫn tuyên bố hôm 13 tháng 10 của Tổng ủy viên UNRWA Philip Lazzarini nhấn mạnh khuyến cáo của các lực lượng Israel về việc di rời hơn một triệu dân thường sống ở miền Bắc Gaza thật khủng khiếp. Điều này sẽ chỉ dẫn đến mức độ khốn khổ chưa từng có và càng đẩy người dân ở giải Gaza xuống vực thẳm. UNRWA mô tả quy mô và tốc độ của cuộc khủng hoảng nhân đạo là lạnh thấu xương. Lãnh đạo tổ chức này nói, Gaza đang nhanh chóng trở thành một hố địa ngục và đang trên bờ vực sụp đổ. Ông Lazarini kêu gọi tất cả các bên và những người có ảnh hưởng đối với họ hãy chấm dứt thảm kịch này, đồng thời cung cấp sự tiếp cận và bảo vệ nhân đạo ngay lập tức, vô điều kiện cho dân thường, trong đó có quá nhiều phụ nữ và trẻ em. Theo CNN, phát biểu của ông Lazarini được đưa ra giữa lúc lực lượng phòng vệ Israel IDF đang dùng máy bay thả truyền đơn xuống giải Gaza, khuyến cáo các cư dân địa phương rời đến phía nam khu vực trước khi quân Do Thái tiến hành một cuộc tấn công trên bộ trong vài ngày tới. Cùng ngày, IDF ra lệnh cấm dân thường tiếp cận khu vực gần Metula, một thị trấn biên giới giáp Liban. Theo Reuters, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sheikh Naim Qasem, phó thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố nhóm vũ trang ở Liban này sẵn sàng và sẽ đóng góp cho các hoạt động chống lại Israel. Được biết, Hezbollah có sức mạnh quân sự lớn hơn nhiều so với Hamas, và các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa Israel và Hezbollah ở biên giới Liban đang dấy lên lo ngại chiến tranh có thể lan rộng ra nhiều mặt trận. Bạo lực xuyên biên giới đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Hamas ở Gaza kéo đến biên giới Israel-Liban nằm xa hơn về phía Bắc. Quan chức cấp cao của Hamas Ali Barake cho biết các đồng minh của họ là Iran và Hezbollah không hề biết trước về cuộc tấn công vào Israel. Tuy nhiên, ông Barake cho rằng họ sẽ tham gia trận chiến nếu Gaza phải hứng chịu một cuộc xung đột tàn khốc. Theo thông tin tình báo ban đầu của Mỹ cho thấy, các quan chức cấp cao của chính phủ Iran cũng bất ngờ trước cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas, nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận đầy đủ. Một quan chức Mỹ nói với CNN, Iran có thể biết Hamas đang lên kế hoạch hoạt động chống lại Israel, nhưng không biết thời gian hoặc phạm vi chính xác của những gì đã xảy ra. Hezbollah chưa chính thức tuyên bố sẽ tham gia chiến đấu, nhưng sự liên can của họ đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Đối với Israel, điều đó có nghĩa là họ đồng thời phải chiến đấu với Hamas ở biên giới phía nam và Hezbollah ở biên giới phía bắc. Cũng có những lo ngại rằng sự can dự sâu hơn của Hezbollah cũng có thể dẫn đến nguy cơ Israel trả đũa Iran. Thưa quý vị, Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza bùng phát, tình hình giữa biên giới Israel và Liban cũng lập tức nóng lên. Mới đây, hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đã phóng hai tên lửa nhằm vào thành phố Nakora, miền nam của Liban. Hãng thông tấn Al-Watania mới đây đưa tin hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đã phóng hai tên lửa nhằm vào thành phố Nakora, miền nam Liban. Theo hãng tin này, các máy bay trinh sát của Israel đang bay vòng quanh Nawara. Hiện chưa rõ vì sao hệ thống phòng không vòm sắt được kích hoạt. Trước đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin hai tên lửa đánh chặn đã được phóng từ miền Bắc Israel để đáp trả hành vi nghi là xâm phạm biên giới trên không của nước này từ Liban. Vật thể bị nghi xâm phạm không phận Israel đã quay đầu về nước. Lực lượng phòng vệ Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc. Trước đó, để đề phòng xung đột lan rộng, theo CNN, trong ngày 10 tháng 10, Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, IDF cho biết nước này đã điều động hàng chục nghìn binh lính tới biên giới Liban. Vào ngày 9 tháng 10, IDF đã xác nhận việc một nhóm vũ trang vượt biên giới Liban vào lãnh thổ Israel và đụng độ với quân đội nước này. Một chỉ huy của quân đội Israel đã thiệt mạng sau cuộc giao tranh kể trên. Cùng ngày, phía Liên Hợp Quốc đã lên tiếng về việc Israel bao vây hoàn toàn giải Gaza ngăn chặn người dân ở đây tiếp cận với các mặt hàng thiết yếu. Ông Von Kertak, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, trong thời kỳ xung đột, vẫn cần chú ý tới sự an toàn của dân thường và các cơ sở dân sự. Luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm một cuộc bao vây đe dọa tới tính mạng của người dân hoặc ngăn chặn họ tiếp cận với những hàng hóa thiết yếu. Bình luận của quan chức Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallen tuyên bố quân đội Israel đã bao vây toàn Gaza cắt đứt nguồn cung điện, lương thực, nước sạch và nhiên liệu tại đây. Ở một diễn biến khác, mới đây, hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria cho biết, Israel cũng đã tiến hành đồng thời các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai sân bay chính ở thủ đô Damas và thành phố Aleppo ở miền bắc Syria. Vụ tấn công đã hủy hoại các đường băng và khiến hoạt động tại hai sân bay tạm ngừng. Kênh truyền thông địa phương Sham FM cho biết, Syria đã triển khai lực lượng phòng không để đáp trả cuộc tấn công. Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Iran có thể đến thăm Syria. Một quan chức an ninh cấp cao của Ai Cập hôm 13 tháng 10 cho biết nước này đã thực hiện những biện pháp chưa từng có để ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới với Gaza. Cụ thể, trang Life Min dẫn lời quan chức trên nói Ai Cập đã triển khai thêm hàng nghìn quân để tăng cường an ninh dọc biên giới với Gaza. Ngoài ra, Ai Cập đang làm việc suốt ngày đêm với các đồng minh của Israel gồm cả Mỹ và châu Âu để ngăn một chiến dịch trên bộ và cuối cùng là chấm dứt xung đột. Cũng theo vị quan chức trên, Ai Cập đã đề xuất lập các khu vực an toàn trong Gaza và cho phép vận chuyển cứu trợ qua cửa khẩu Rafah. Đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ của một số quan chức phương Tây, gồm cả quan chức phụ trách ngoại giao của Liên minh châu Âu, song Israel chưa phản hồi. Trước đó, đối với cuộc khủng hoảng hiện nay, Ai Cập cho rằng hai bên Israel và Palestine nên giải quyết xung đột ở trong biên giới của họ, vì đây là cách duy nhất để người Palestine đảm bảo quyền trở thành nhà nước độc lập. Theo một trong những nguồn tin, vấn đề mở hành lang an toàn cho những người tị nạn muốn rời khỏi giải gaza đã được nêu ra tại cuộc đàm phán của cairo về viện trợ nhân đạo cùng với đại diện của mỹ và các nước khác tuy nhiên giới lãnh đạo ai cập đã bác bỏ những đề xuất này được biết ai cập từ lâu đã hạn chế cho phép người dân ở gaza tiếp cận lãnh thổ thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải giữa israel và palestine ai cập luôn khẳng định cả hai bên phải giải quyết xung đột trong phạm vi biên giới của mình theo các nguồn tin truyền thông ai cập các quan chức nước này cũng đã lên tiếng cảnh báo đối với lời kêu gọi di tản hàng loạt của Israel và nhấn mạnh không nên đẩy dân thường Gaza về phía biên giới Ai Cập. Trong khi cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam vừa ra thông báo cho biết tổng số 13 con tin mà lực lượng này đang giữ đã thiệt mạng bao gồm cả người nước ngoài trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua. Theo Reuters, thông báo viết, các con tin thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào 5 địa điểm khác nhau ở Gaza. Hiện chưa rõ Hamas đang giữ chính xác bao nhiêu con tin Israel khi lực lượng này xâm nhập vào lãnh thổ Israel hồi cuối tuần trước. Khi đề cập đến những tuyên bố rằng các con tin đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, đại diện lực lượng phòng vệ Israel IDF nói: "Có rất nhiều tuyên bố từ Hamas, chúng tôi sẽ chỉ báo cáo những thông tin đáng tin cậy." Vừa qua, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại trung tâm Paris, Pháp bất chấp lệnh cấm đối với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở nước này lực lượng chức năng của Pháp đã phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas diễn ra căng thẳng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương. Khi xung đột lên đến đỉnh điểm, các cuộc biểu tình ủng hộ cả phía Israel và Palestine đã diễn ra trên khắp thế giới, một số dẫn đến đụng độ bạo lực. Pháp có cộng đồng người Hồi giáo và Do Thái lớn nhất châu Âu. Những cuộc xung đột ở Trung Đông trước đây thường gây căng thẳng ở Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự kiện này là một trận động đất đối với Israel, Trung Đông và xa hơn nữa. Không nên theo đuổi những cuộc phương lưu ý thức hệ ở trong nước bằng cách bắt trước hay phóng chiếu. Tổng thống Macron cho biết chính phủ đã tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo vệ các địa điểm của người Do Thái, bao gồm trường học và giáo đường. Trong khi đó, theo một thông điệp do Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Darmanin gửi tới cảnh sát nước này với lý do lo ngại về trật tự công cộng. Ông Darmanin cũng kêu gọi cảnh sát bảo vệ tất cả các địa điểm mà người Do Thái Pháp hay ghé thăm như giáo đường Do Thái và trường học, đồng thời cho biết bất kỳ người nước ngoài nào có hành vi bài Do Thái trên đất Pháp sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Còn tại Mỹ, các lực lượng thực thi pháp luật đang gia tăng biện pháp bảo vệ cộng đồng Do Thái và hồi giáo trước phong trào biểu tình ủng hộ Palestine. Cảnh sát tại hai thành phố đông dân nhất của Mỹ, gồm New York và Los Angeles cho biết đang tăng cường tuần tra, nhất là xung quanh giáo đường và trung tâm cộng đồng của người Do Thái, dù họ cho biết chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể nào. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết, văn phòng của ông đã chỉ đạo cảnh sát thành phố bổ sung nguồn lực đến các trường học và nơi cầu nguyện để đảm bảo an toàn, để thành phố vẫn là nơi hòa bình. Giới chức thành phố New York cho biết, họ đang chuẩn bị đối phó với ít nhất một cuộc biểu tình lớn ở quảng trường thời đại trong ngày 13 tháng 10. Cả hai nhà chức trách Mỹ và Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đồng người Do Thái và hồi giáo tại các nước này trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên toàn thế giới. Thưa quý vị, Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn ra quyết liệt, hai bên rằng co lẫn nhau tại tiền tuyến. Phía Ukraine đang vấp phải nhiều khó khăn trong cuộc phản công. Binh sĩ Ukraine mới đây tại Rabotino cho biết họ thiếu nhân lực, đạn dược và UAV, trong khi liên tục bị Nga tập kích và đáp trả với cường độ cao. Binh sĩ Ukraine tại Rabotino cho biết họ thiếu nhân lực, đạn dược và UAV, trong khi liên tục bị Nga tập kích và đáp trả với cường độ cao. Khi tuyên bố tái kiểm soát làng Rabotino ở mặt trận miền Nam, Ukraine muốn gửi thông điệp tới thế giới rằng họ đã tìm được cách chọc thủng phòng tuyến của Nga và đang phát triển đà tấn công. Tuy nhiên, 6 tuần trôi qua, Ukraine không đạt được thêm bất cứ đột phá nào trên hướng này. Tuy đã nỗ lực cao độ và giành được một số bước tiến, nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine đã không đạt được bước đột phá lớn nào trong đợt phản công vừa rồi. Mặc dù đã tiếp cận được tuyến phòng thủ của Nga và chiếm được một số ngôi làng, tuyến phố, nhưng Ukraine cũng hứng chịu những tổn thất về quân số, vũ khí cùng nhiều phương tiện chiến đấu. Về phần mình, Nga đã sử dụng thành công chiến thuật phòng ngự và tiến hành một số cuộc tấn công vào các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Cuộc phản công của Kiev diễn ra được gần 3 tháng. Quân đội Ukraine đã tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên, một trong ba tuyến phòng thủ của Nga xây dựng trên một giải đất hẹp phía đông làng Rabotino. Ukraine đã phải huy động gần như toàn bộ lực lượng dự bị chiến lược để đạt được bước tiến này. Sau khi hứng chịu những tổn thất, Ukraine quyết định từ bỏ chiến thuật tiến công bằng các đơn vị cơ giới. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ lẻ được yểm trợ bởi xe bọc thép và pháo binh, giống với chiến thuật của quân đội Nga ở Bắc Mút. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine đã tới được Rabotino và đẩy lực lượng Nga về vùng rìa phía nam của ngôi làng, cũng như tiến về phía đông nam của Rabotino, tạo ra mối đe dọa đối với các bên sườn của quân đội Nga. Lực lượng Nga đã rút khỏi Rabotino, song ngôi làng vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh. Điều này khiến cho Ukraine không thể triển khai các đợt tấn công quy mô lớn bằng xe tăng và thiết giáp. Giới chức Nga nhận định, việc Ukraine chỉ tái kiểm soát vài chục km vuông từ khi phát động đợt phản công là bằng chứng cho thấy chiến dịch quy mô lớn này đã thất bại. Đô thị lớn nằm gần làng Rabotino nhất là Tokmak, cách đó khoảng 30 km. Biển đen cách làng Rabotino 70 km. Những cơn mưa mùa thu, bùn lầy và băng tuyết mùa đông trong những tháng tới sẽ khiến chiến dịch của Ukraine ngày càng khó khăn. Trang tin avia.pro dẫn các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng không quân Nga hôm 12 tháng 10 đã tập kích một nhà ga tàu hỏa ở thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, phá hủy một đoàn tàu chở nhiên liệu của đối phương. Hiện chưa rõ khối lượng nhiên liệu bị phá hủy, nhưng video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các toa tàu bốc cháy ngùn ngụt, ngụt và nhà ga bị hư hỏng sau khi chúng đòn tập kích của Nga. Cũng theo avia.pro, cuộc tấn công đã làm suy yếu đáng kể chuỗi hậu cần nhằm cung cấp nhiên liệu và các nguồn lực khác cho quân đội Ukraine. Điều này có thể hạn chế đáng kể khả năng cơ động và hoạt động của các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực, cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của họ. Hoạt động trên cho thấy Nga đang đẩy mạnh chiến lược các đứt nguồn tiếp viện của Ukraine trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên đưa tin về việc tấn công các đoàn tàu được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng của Kiev. Hồi tháng 9 vừa qua, Nga cũng đăng tải video phóng tên lửa tấn công một đoàn tàu chở thiết bị quân sự của Ukraine tại Donetsk. Trước đó, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết, đoàn tàu chở xe bọc thép tại một điểm tập kết của quân đội Ukraine ở vùng Mykolaiv đã bị tên lửa đạn đạo Iskander đánh trúng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công này được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Iskander sau khi đơn vị chính sát Nga phát hiện ra đoàn tàu chở vũ khí của quân đội Ukraine. Cũng theo thông báo, đoàn tàu trên đang chở khí tài của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 của Ukraine ra tiền tuyến thì bị Nga tập kích. Cùng thời điểm đó, một cuộc tấn công tên lửa khác của Nga đã nhằm vào khu vực tập trung quân của lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine gần thành phố Kurakhovo ở vùng Donetsk. Tầm bắn của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander có thể đạt tới 500 km. Iskander có thể triển khai đồng thời tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cho từng nhiệm vụ khác nhau. Tên lửa Iskander có sai số trong khoảng từ 30 đến 70 mét nếu được trang bị hệ thống dẫn đường thì chỉ còn từ 5 đến 7 mét. Theo các thông số được Bộ Quốc phòng Nga công bố, kể từ khi được bắn khỏi bệ phóng, quá trình bay của Iskander có thể đạt đến tốc độ Mach 7, tức là 8.348 km một giờ, ở độ cao từ 6 đến 50 km trên không, nhằm tránh các hệ thống phòng không của đối phương. Theo hãng tin AP mới đây, cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề người tị nạn của Hamas kêu gọi người dân Palestine ở nguyên trong nhà và đứng vững trước cuộc chiến tâm lý mà Israel phát động. Không lâu trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu gần một nửa trong số 2,3 triệu người ở Gaza sơ tán trước khi họ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ nhằm loại bỏ lực lượng Hamas. Các mệnh lệnh đã gây hoảng loạn cho dân thường và nhân viên cứu trợ vốn đang gặp khó khăn vì các cuộc không kích và phong tỏa của Israel. Bà Inas Hamdan, một nhân viên tại cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc ở thành phố Gaza nói: "Đây là tình trạng hỗn loạn, không ai biết phải làm gì." Bà cho biết tất cả nhân viên Liên hợp quốc ở thành phố Gaza và phía bắc Gaza đã được yêu cầu sơ tán tới Rafa. Bà Neban Fasak, người phát ngôn của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở thành phố Gaza, nói rằng không có cách nào để hơn một triệu người có thể di chuyển an toàn trong thời gian gấp như vậy. Nhiều bác sĩ ở Gaza đã quyết định không rời bệnh viện, không bỏ rơi bệnh nhân. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Jonathan Conricus, nói rằng quân đội nước này sẽ hoạt động với lực lượng đáng kể ở Gaza trong những ngày tới và đang kêu gọi dân thường sơ tán trong vùng lãnh thổ bị phong tỏa để có thể tấn công Hamas. Ông cho biết lực lượng Israel sẽ nỗ lực hết sức để tránh làm hại dân thường. Theo Liên Hợp Quốc, cảnh báo sơ tán mà họ nhận được cũng áp dụng cho tất cả nhân viên Liên Hợp Quốc cũng như hàng trăm nghìn người đang trú ẩn trong các trường học và các cơ sở khác của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujaric nói, Liên Hợp Quốc cho rằng một đợt sơ tán như vậy không thể diễn ra mà không gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Ông Dujaric nói rằng Liên Hợp Quốc mạnh mẽ kêu gọi hủy bỏ lệnh này. Nếu Israel tấn công trên bộ ở Gaza, thương vong dân thường có thể cao hơn cho cả hai bên, theo Liên Hợp Quốc, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích của Israel đã tăng 25% trong một ngày, lên tới 423.000 người trên tổng số 2,3 triệu người. Ở một diễn biến liên quan, sau khi xung đột Israel-Hamas xảy ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có mặt tại Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Dù bày tỏ tình đoàn kết với Israel, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng kêu gọi Israel kiềm chế để bảo vệ dân thường ở giải Gaza Ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel rằng "điều quan trọng là phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để tránh làm hại dân thường. Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của mọi sinh mạng vô tội, thường dân thuộc mọi tín ngưỡng, mọi quốc tịch." Ông Blinken cũng cho rằng một trong những điều khiến dân thường ở giải Gaza gặp nguy hiểm là Hamas tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Trước đó, hôm 12 tháng 10, Tổng thống Israel Biden cũng cảnh báo rằng Israel dù có tức giận và thất vọng cũng phải tuân theo luật chiến tranh. Thưa quý vị, giải Gaza là vùng đất nghèo khó, chật trội và ít tài nguyên. Nơi đây gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới gần 17 năm qua. Từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát, Israel và Ai Cập triển khai các biện pháp bao vây chặt chẽ nơi này cho đến tận bây giờ. Vì vậy, một câu hỏi lớn được đặt ra sau các cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10 là Hamas lấy số lượng lớn vũ khí như vậy ở đâu? Mời quý vị tìm hiểu ngay sau đây. Cuộc tấn công dữ dội của Hamas hôm mùng 7 tháng 10 vào Israel sử dụng hàng ngàn quả rocket và tên lửa, máy bay không người lái thả thuốc nổ cùng với nhiều đạn dược và vũ khí nhỏ. Cuộc tấn công được triển khai từ giải Gaza bị bao vây. Khu vực chỉ rộng 360 km vuông bên bờ địa Trung Hải với một mặt giáp biển, hai mặt giáp Israel và một mặt giáp Ai Cập. Giải Gaza là vùng đất nghèo khó, chật trội và ít tài nguyên. Nơi đây gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới gần 17 năm qua. Từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát, Israel và Ai Cập triển khai các biện pháp bao vây chặt chẽ nơi này cho đến tận bây giờ. Hơn nữa, Hamas được trang bị chủ yếu bằng vũ khí loại nhỏ, phổ biến nhất là vũ khí kiểu liên xô. Các súng chống tăng cầm tay được sử dụng rộng rãi, phục vụ nhiều mục đích. Các hệ thống tên lửa chống tăng của Hamas đa phần là do Iran sản xuất. Hamas cũng xây dựng được một hệ thống phòng không tự chế dựa trên các tên lửa phòng không vác vai, chủ yếu từ thời Liên Xô. Hệ thống này mang tên Mutaba 1 Do sự ngăn cản của Israel cũng như do thiếu nguồn lực và năng lực vận hành, các lữ đoàn Is Adin Ad Al-Qassam không sở hữu xe thiết giáp. Các xe thiết giáp mà Hamas chiếm được thường bị họ phá hủy tại chỗ hoặc trưng bày cho dân chúng Palestine xem để nâng cao khí thế. Chính vì vậy, một câu hỏi lớn được đặt ra sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10 là Hamas lấy số lượng lớn vũ khí như vậy ở đâu? Theo các chuyên gia, câu trả lời kết hợp nhiều yếu tố, sự ứng biến và hỗ trợ từ bên ngoài. Tài liệu World Facebook của CIA cho biết, Hamas có vũ khí bằng cách buôn lậu, tự chế tạo hoặc được Iran hỗ trợ. Dù Israel và Mỹ vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào cho thấy vai trò của Iran trong cuộc tấn công cuối tuần qua, các chuyên gia phương Tây cho rằng Hamas buôn lậu vũ khí qua những đường hầm xuyên biên giới để vượt hàng rào phong tỏa. Tuy nhiên, một số đoạn video ghi lại cảnh Hamas tấn công vào miền nam Israel cho thấy nhiều tay súng Palestine sử dụng vũ khí được cho là do Mỹ chế tạo. Đây chính là vấn đề mà Israel và đồng minh cần làm rõ. Đặc biệt, trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Vũ khí được Hamas sử dụng ở Israel có thể đến từ viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Cũng theo ông Medvedev, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đây, đồng thời dự đoán rằng thế giới sẽ chứng kiến xe tăng, tên lửa, thậm chí là máy bay được tuồn từ Ukraine ra thị trường chợ đen. Xung đột lẻ tẻ giữa Israel và Palestine vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng cuộc tấn công của Hamas vào Israel vừa qua không chỉ vì số lượng nạn nhân quá lớn của cả hai bên chỉ trong vài ngày, mà còn vì cuộc xung đột như vậy có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn, có thể là cuộc giao tranh chính thức đầu tiên kể từ năm 1973 với Israel. Rủi ro là rất lớn, nhưng người ta có thể đặt câu hỏi, chính xác thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Tại sao lại xảy ra vào lúc này? và nó liên quan như thế nào đến bối cảnh rộng lớn hơn không chỉ của Trung Đông mà còn của thế giới. Một trong những câu trả lời liên quan đến từ Hiệp định Abraham, việc Mỹ thúc đẩy tạo ra một biện pháp xoa dịu một chiều không cân bằng và hiệu quả đối với các hành động của Israel cùng với nỗ lực sử dụng điều đó để cô lập Iran đã dẫn đến việc Hamas tính toán rằng cách duy nhất để cứu vãn là phát động một cuộc đấu tranh vũ trang toàn diện. Khi làm như vậy, mục tiêu của phiến quân không phải là tiêu diệt trực tiếp Israel bởi vì chúng ta phải thừa nhận rằng một kết quả như vậy là không thể xảy ra. Đúng hơn, mục đích của họ là nhằm xoay chuyển làn sóng ngoại giao và chính trị trong khu vực chống lại Israel và Mỹ dưới danh nghĩa một cuộc thánh chiến mới. Các hiệp định Abraham là một sáng kiến hòa bình được chính quyền tổng thống Trump khởi xướng vào năm 2020 nhằm tìm cách khiến các nước Ả Rập đơn phương công nhận nhà nước Israel mà không cần chính Israel đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến vấn đề nhà nước Palestine thông qua cái hiệp định được thúc đẩy bởi đường lối ủng hộ Israel mạnh mẽ của cựu ngoại trưởng Mike Pompeo. Mỹ đã thành công trong việc khiến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Sudan, Maroc và Bahrain mở cửa quan hệ ngoại giao với Israel. Washington đạt được những thành công đó bằng cách đơn phương nhượng bộ với các quốc gia này như một phần của thỏa thuận, chẳng hạn như loại Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố hoặc công nhận chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara. Theo nhà phân tích chính trị Timur Fomenko, Hiệp định Abraham không phải là một sáng kiến hòa bình thực sự công bằng, vì tất cả những gì chính quyền Mỹ làm là thúc đẩy các nước để đứng về phía Israel và từ bỏ Palestine, thay vì tìm kiếm hòa bình ở một trong những cuộc xung đột sôi sục nhất trong khu vực. Hơn nữa, mục đích địa chính trị thực sự của hiệp định là tạo điều kiện thuận lợi cho việc cô lập Iran về mặt ngoại giao bằng cách làm suy yếu và chia rẽ phong trào chống chủ nghĩa phục quốc do Thái. Nói rộng ra, chiến lược lớn hơn là tạo điều kiện thuận lợi cho quyền bá chủ của Mỹ ở Trung Đông do mối quan hệ rất chặt chẽ của Israel với Mỹ. Tâm lý phản đối Mỹ trong khu vực luôn đi đôi với sự phản đối Israel, có thể thông qua chủ nghĩa dân tộc Ả Rập của Syria, Iraq thời nhà lãnh đạo Saddam Hussein và Ai Cập dưới thời Tổng thống Gamal Abdel Nasser hoặc chủ nghĩa chính thống Hồi giáo của Iran, Hezbollah, Hamas. Mỹ hy vọng bằng cách cô lập Iran về mặt ngoại giao, áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nước này và cố gắng buộc Tehran đầu hàng trong các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân Washington có thể duy trì trật tự của mình ở Trung Đông và duy trì các mối quan hệ an ninh thuận lợi trong khu vực. Các hiệp định Abraham nhằm mục đích này đã khuyến khích sự xoa dịu của Israel thay vì đưa ra một thỏa hiệp được cả hai bên chấp nhận nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước. Để thúc đẩy điều này, Mỹ đã vui vẻ cho phép Israel dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu liên tục hướng tới giải pháp một nhà nước và phớt lờ sự phản kháng của người Palestine. Hamas tính toán rằng bằng cách buộc Israel tham gia vào một cuộc xung đột toàn diện, Họ có thể xé nát hiệp định Abraham và buộc thế giới Ả Rập quay lại ủng hộ Palestine, từ đó làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông và do đó buộc họ phải can dự trực tiếp hơn. Từ đó sẽ thúc đẩy sự cực đoan hóa lớn hơn của người hồi giáo trên toàn thế giới. Kết quả cuối cùng sẽ là một cuộc xung đột ủy nhiệm với việc Mỹ ủng hộ Israel trong khi Iran cùng với các nước khác ủng hộ Hezbollah và Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 11 tháng 10 cho biết Mỹ sẽ dẫn đầu liên minh quốc tế giúp phát triển lực lượng không quân Ukraine, bao gồm đào tạo điều khiển máy bay chiến đấu F-16. Theo ông Austin, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ lãnh đạo liên minh các nước hợp tác với Ukraine để phát triển lực lượng không quân của nước này. Song song đó, Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ukraine và các đối tác khác với trọng tâm là phát triển lực lượng máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine. Ông Austin nói với các phóng viên ở Bruxelles, Bỉ, Tôi vinh dự thông báo rằng Mỹ sẽ lại tăng cường hỗ trợ lãnh đạo liên minh các nước hợp tác với Ukraine để phát triển lực lượng không quân của nước này. Người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý rằng Đan Mạch và Hà Lan sẽ là hai nhà đồng lãnh đạo liên minh cùng với Mỹ. Đây là hai quốc gia đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến cấp máy bay F-16 cho Ukraine vào đầu tháng 7. Tại thời điểm đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Kiev sẽ không nhận máy bay chiến đấu từ Lầu Năm Góc mà có thể từ các nước châu Âu đang sẵn nguồn cung F-16. Sau nhiều lần trì hoãn, Mỹ đã cho phép Đan Mạch và Hà Lan chuyển giao F-16 cho Kiev vào tháng 8 Tổng cộng có 11 quốc gia đã cam kết đào tạo phi công Ukraine Về phần mình, Washington sẽ bắt đầu các lớp đào tạo Tại căn cứ không quân vệ binh quốc gia Morris ở Arizona vào cuối tháng này Sau khi các phi công vượt qua kỳ thi tiếng Anh Tiếp kích F-16 do tập đoàn General Dynamics thiết kế vào thập niên 1970 Và hiện được tập đoàn Lockheed Martin sản xuất với số lượng hạn chế Sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nếu F-16 được gửi tới Ukraine Chúng sẽ bị thiêu cháy giống như các khí tài khác mà phương Tây cấp cho Kiev Ngoại trưởng Sergei Lavrov mô tả việc chuyển giao vũ khí này là một động thái gia tăng, đồng thời lưu ý rằng các máy bay chiến đấu có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thời điểm sớm nhất mà Kiev có thể nhận được các máy bay F-16 của Đan Mạch và Hà Lan là vào mùa xuân tới. Bỉ cũng hứa sẽ tặng một số máy bay F-16 cho Ukraine vào năm 2025 nếu nước này được Mỹ cho phép. Được biết, Đan Mạch đã bắt đầu đào tạo 8 phi công Ukraine lái máy bay F-16 những phi công này đã đến căn cứ không quân Đan Mạch ở Swiss Group cùng với 65 nhân viên sẽ được đào tạo về bảo trì và bảo dưỡng máy bay phản lực. Bên cạnh đó, Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay F-16 cho nước này. Phương Tây cho biết họ muốn giúp Ukraine chống lại Nga, song khẳng định không muốn một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Liên minh quân sự NATO và Moscow. Thưa quý vị, vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích Mỹ gây căng thẳng ở Trung Đông khi cử nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực. Ông Putin cáo buộc Mỹ bỏ qua tiến trình đã được thiết lập để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Thay vào đó, Washington tự mình giải quyết vấn đề, xong không có kết quả. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng Mỹ đã gây mọi thứ ở Trung Đông và phần còn lại của thế giới sẽ phải dọn dẹp mớ hôn độ này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho rằng Mỹ đã gây mọi thứ ở Trung Đông và phần còn lại của thế giới sẽ phải dọn dẹp mớ hỗn độn này. Hôm 12 tháng 10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, Washington sẽ không triển khai quân tham chiến ở Israel, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng phòng vệ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Mỹ đã cử một số chuyên gia phối hợp tham vấn cho Israel về cách giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, đồng thời chia sẻ thông tin tình báo với Israel cũng như duy trì mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ, cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel Mỹ cũng đặt các lực lượng đặc nhiệm trong tình trạng báo động ở châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận lực lượng đặc biệt của Mỹ đang hỗ trợ quân đội Israel về lập kế hoạch hành động. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc xung đột Israel-Hamas là hệ quả từ chính sách thất bại của Mỹ, nói Washington đang phớt lờ lợi ích của người Palestine. Ông Putin nói, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang lan rộng. Tôi tin nhiều người sẽ đồng ý rằng đây là một ví dụ rõ ràng về sự thất bại của chính sách Mỹ tại khu vực này. Họ muốn độc quyền đàm phán về biện pháp chấm dứt căng thẳng giữa Israel và Palestine nhưng lại không đưa ra được những điều khoản mà hai bên có thể chấp nhận được. Cũng theo chủ nhân điện Kremlin, Washington chưa bao giờ tính đến lợi ích cốt lõi của người dân Palestine. Ông Putin nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy việc thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập. Trước đó, lãnh đạo Liên minh cho OEC cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực và nhấn mạnh khủng bố cùng bạo lực không giải quyết được điều gì. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cũng lên án đợt tấn công của Hamas là nhắm vào dân thường vô tội. Phan ngôn viên Liên hợp quốc Stefan Dujarric cho hay Tổng thư ký Antonio Guterres lên án vụ tấn công của Hamas và kêu gọi các bên thực hiện nỗ lực ngoại giao để tránh xung đột lan rộng. Tổng thư ký quan ngại sâu sắc về tính mạng dân thường và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, dân thường phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, Dujarric nói cuộc giao tranh với phong trào hồi giáo Hamas đang diễn ra ác liệt, binh lính Israel đã thu sự chú ý với một đoạn video ghi lại cảnh họ đang hát hò và nhảy múa dưới một cơn mưa tên lửa bắn lên từ hệ thống đánh chặn Iron Dome, vòng sắt lừng danh. Chưa rõ bối cảnh của sự việc diễn ra ở đâu tại Israel, nhưng vài ngày qua đã có hàng loạt video ghi lại hình ảnh hệ thống Iron Dome hoạt động rất tích cực để đánh chặn rocket do các tay súng Hamas bắn từ giải Gaza vào những vùng đất do Israel kiểm soát. Trước đó, nhiều đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome, vòm sắt, đánh chặn thành công rocket bắn từ giải Gaza. Điều này một lần nữa chứng minh vòm sắt vẫn là vũ khí duy nhất của Israel có thể ngăn chặn các cuộc tấn công rocket. Đây là hệ thống phòng không đất đối không tầm ngắn, gồm một radar và nhiều tên lửa đánh chặn Tamir, giúp theo dõi và vô hiệu hóa bất kỳ tên lửa nào nhắm vào lãnh thổ Israel. Hệ thống này được dùng để đánh chặn đạn rocket, pháo và súng cối, cũng như máy bay trực thăng và nhiều máy bay không người lái khác hệ thống phòng không đất đối không tầm ngắn giúp theo dõi và vô hiệu hóa bất kỳ tên lửa nào nhắm vào lãnh thổ Israel. Mỗi khẩu đội vòm sắt có thể có giá lên đến 50 triệu đô la Mỹ và sẽ tốn khoảng 80.000 đô la Mỹ cho mỗi một tên lửa đánh chặn Tamir. Trong khi đó, một hỏa tiễn chỉ có giá chưa đầy 1.000 đô la Mỹ. Không ít trường hợp phải bắn hai tên lửa Tamir để đánh chặn mỗi rocket tấn công. Iron Dome có khả năng theo dõi tới 200 mục tiêu bằng rocket không điều khiển hay đạn pháo mỗi phút. Nhưng trong thực tế, đánh giá kết quả chiến đấu mới đây thì hiệu suất thấp hơn. Quân đội Israel cho biết 90% tên lửa bay tới không phận Israel đã bị phá hủy bởi Iron Dome, tuy nhiên còn 10% đã vượt qua nó. Một số báo cáo dẫn lời các nhà phân tích phương Tây cho rằng số lượng lớn đạn pháo bắn vào Israel có thể khiến hệ thống vòng sắt bị quá tải. Hamas đang giải quyết vấn đề vượt qua vòng sắt bằng một phương pháp đơn giản, gây bão hòa các kênh dẫn đường và khả năng hỏa lực của hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa bằng cách tấn công hàng loạt tên lửa không điều khiển. Washington Post cho biết một số nhà phân tích quân sự đang nghi ngờ về con số 90% tên lửa bị đánh chặn. Nếu nhóm chiến binh phóng 2.000 tên lửa và 500 tên lửa có nguy cơ đe dọa, thậm chí với tỷ lệ đánh chặn 85%, sẽ vẫn có 75 tên lửa rơi vào các khu vực đông dân cư. Các chuyên gia chỉ ra rằng hiện tại, vòng sắt Iron Dome chỉ có chức năng che chắn, chứ không có khả năng bảo vệ. Hệ thống như Iron Dome phải được bổ sung bằng hệ thống phòng thủ tích cực hơn, chẳng hạn như chủ động tìm kiếm các kho chứa tên lửa và bệ phóng trước khi chúng được sử dụng và ra tay phá hủy chúng trước bằng các cuộc không kích và pháo binh. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đơn vị đặc nhiệm Sayeret 13 của quân đội Israel đã thực hiện đột kích vào tiền đồn quân sự Sufa của Hamas ở giải Gaza. Cuộc đột kích giải cứu 250 con tin vô hiệu hóa hơn 60 kẻ tấn công Hamas và 26 kẻ bị bắt giữ, trong đó có Muhammad Abu Ali, phó tư lệnh đơn vị hải quân phía nam Hamas. Trong video. Các binh sĩ Israel tiến vào tiền đồn quân sự Hamas, nổ súng và ném lựu đạn vào nơi ẩn náu của lực lượng Hamas. Sau đó lính Israel hộ tống con tin ra khỏi nơi trú ẩn. Một cụ ông tên Elon, 82 tuổi, đã kể lại khoảnh khắc thoát chết khi đưa vợ con và các cháu vào hầm trú ẩn khi Hamas tràn vào làng Netip Hasara ở miền nam Israel vào sáng mùng 7 tháng 10. Khi loạt rocket của Hamas từ giải Gaza bắt đầu gầm giết trên bầu trời sáng mùng 7 tháng 10, ông Glenn Elon, cư dân Netip Hasara, ngôi làng miền nam Israel. Trong 2 giờ sau đó, ông không biết các tay súng Hamas đã xâm nhập vào lãnh thổ Israel do ngôi làng không có điện hoặc Internet. Có lúc vợ ông Elon còn ra khỏi hầm đi làm bữa sáng cho các cháu. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng súng AK rộ lên trên con phố bên cạnh. Gia đình tôi vô cùng kinh hãi, con trai tôi run lẩy bẩy. Ông kể, đó là lúc các tay súng Hamas xông vào ngôi làng nằm cách biên giới phía bắc của Gaza chỉ vài trăm mét và bắt đầu sát hại mọi người. Hàng xóm của tôi mất hai đứa con trai trong vụ tấn công, Hai người lớn tuổi sống cạnh nhà tôi trốn trong phòng bí mật và khi các tay súng không thể xông vào, họ chất lốp xe đốt cháy ngôi nhà cùng hai người bên trong. Người đàn ông 82 tuổi cho hay, các tay súng Hamas phát hiện một người mẹ trẻ nấp trong nhà vệ sinh và ném lựu đạn vào, giết chết cô ấy. Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Ả Rập Angad TV, Phó Thủ lĩnh Chính trị Phong trào Vũ trang Hamas, ông Moussa Abu Mazouk nói rằng nhóm này đã bắt hơn 100 con tin ở Israel và đang giam giữ họ tại giải Gaza. Theo ông Mazouk, Số lượng con tin Israel chưa được thống kê nhưng đã lên tới hơn 100, trong đó có nhiều sĩ quan cấp cao của Israel. Trong khi đó, nhóm Jihad, một nhóm chiến binh Hồi giáo khác trên giải Gaza, cũng nói rằng nhóm này bắt 30 con tin từ Israel. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, Trung tá Jonathan Coricus, không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cũng xác nhận số lượng đáng kể thường dân và binh lính Israel đã bị bắt. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với kênh youtube Judging Freedom, Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định Nga sẽ giải phóng Kharkov cùng Odessa trong vòng vài ngày tới và Mỹ sẽ không thể làm bất kỳ điều gì về điều đó. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Dolat McGregor mới đây cho biết quân đội Nga có thể giải phóng Kharkov trong vòng vài ngày tới. Ông Dolat McGregor nhận định nếu Nga muốn mở một cuộc tấn công và giải phóng ngay lập tức Kharkov, Việc này có thể được thực hiện trong vòng vài ngày, sau đó họ có thể tiến thẳng đến Kiev. Ông cho rằng chỉ có thể suy đoán nguyên nhân vì sao phía Nga lại không làm điều này mặc dù họ có thể thực hiện được. Theo ông, quân đội Ukraine hiện đang trong tình trạng giống như sống nhân tạo. Chúng tôi cung cấp cho họ hầu hết mọi thứ. Chúng tôi trả lương cho các quan chức, chúng tôi trả lương cho quân đội. Trước đó vào tháng 9, Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu trong cuộc phản công tại Kherson. Tuy nhiên, cuộc phản công theo hướng Kharkov đã khiến Nga bất ngờ và mang lại cho Kiev một số thành công nhỏ. Nga dường như đã lựa chọn tiến trình đồng thời, cái gọi là sứ mệnh Economy of Ford, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tại Kharkov và Kherson. Trong cuộc xung đột Ukraine, Nga duy trì số lượng binh sĩ vừa đủ ở Kharkov và Kherson để giữ chân quân đội Ukraine, khiến họ không thể tấn công sườn phía Bắc hoặc phía Nam ở Donbass, hoặc để củng cố phòng tuyến của Ukraine ở Donbass, bởi cả hai hoạt động này sẽ khiến kế hoạch chiến đấu của Nga gặp rủi ro về phần mình, Ukraine dường như đang theo đuổi một chiến lược có khả năng làm thay đổi kế hoạch của Nga trong cuộc xung đột tại Kharkov, Donbass. Nếu quân đội Ukraine có thể duy trì cuộc phản công và đánh hạ ba nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga, thì họ có thể xoay trục sang phía nam nhằm ứng phó cuộc tấn công của Nga ở phía bắc Donbass và buộc điện Kremlin phải điều lực lượng từ nơi khác đến để tiếp viện. Một kịch bản khác là Ukraine có thể bổ sung hỏa lực để hỗ trợ quân đội theo hướng này, khiến hoạt động của Nga trở nên khó khăn hơn nhiều. Ở phía Bắc, cuộc phản công bất ngờ của Ukraine đã khiến quân đội Nga đối mặt với hai lựa chọn, hoặc chiến đấu đến cùng hoặc rút lui. Do có ít binh sĩ ở mặt trận Kharkov, nên khi Ukraine tiến đánh Moscow đã quyết định rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi phía Bắc Kharkov. Các chỉ huy chiến trường của Nga đã xác định, con sông Oskil làm hàng rào tự nhiên tốt nhất và vững chắc nhất để tránh cuộc tấn công của đối phương nhằm giúp binh sĩ rút lui một cách an toàn. Việc rút quân của Nga đã tạo điều kiện cho Kiev kiểm soát một vùng đất rộng lớn lên tới 6.000 km vuông, theo tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Mặc dù đây là bước tiến lớn của Ukraine, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo cho Kiev sự thành công trong chiến dịch phản công. Đối với Nga, sau khi rút khỏi Kharkov, Nga tiếp tục tấn công về phía Tây ở Donbass, từng bước tiến công Bakhmut và Soledad. Câu hỏi đặt ra hiện giờ là liệu ông Putin có cố gắng đáp trả và mở rộng quy mô cũng như phạm vi hoạt động quân sự tại Ukraine này không? Liệu Nga có đang bí mật củng cố sức mạnh của lực lượng bọc thép như những gì Ukraine đã làm trước khi phát động cuộc tấn công Kharkov hay không? Tại thời điểm hiện tại, chưa thể biết câu trả lời, nhưng giới phân tích cho rằng Moscow nhiều khả năng sẽ không dễ dàng để mất Kharkov, và họ nhiều khả năng sẽ chờ thời cơ tiến hành cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ chắc chắn sẽ có rất nhiều diễn biến khó lường trong thời gian tới tuy nhiên khi cuộc xung đột càng kéo dài thì khả năng lợi thế sẽ nghiêng về phía nga nhiều hơn vì họ có nguồn nhân lực và vũ khí vượt trội đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định bên nào sẽ chiến thắng trong một cuộc xung đột tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa xác nhận lực lượng kiev đang nỗ lực giữ vững phòng tuyến ở abdfk thị trấn trong tuần đã trở thành mục tiêu tấn công dồn dập của nga giới chức ukraine cho biết phía nga đưa một số lực lượng hùng hậu các binh sĩ và vũ khí đến abdfk sau vài tháng bao vây nơi này ở chiều ngược lại thông tin từ phía nga cho biết giao tranh đang gia tăng xung quanh abdfk sau hơn 4 tháng kiev bắt đầu triển khai phản công ở phía đông và nam ukraine Ông Vitaly Parapat, người đứng đầu chính quyền thị trấn Abdiyevka, cũng mô tả cuộc tấn công của Nga đang có quy mô lớn nhất vào khu vực này kể từ xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Trên thực tế, phần lớn cơ sở hạ tầng ở thị trấn Abdiyevka đã biến thành đống đổ nát sau các cuộc giao tranh của quân đội Nga và Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV Mỹ cho rằng, việc Nga gia tăng sức ép ở Abdiyevka có lẽ là nhằm trói chân lực lượng Ukraine ngăn chặn đối phương bổ sung binh lực đến những khu vực khác của tiền tuyến. Về những ngôi làng xung quanh ABDFK, ISVK cho biết những hình ảnh được xác nhận vị trí địa lý trong hai ngày 10-11 tháng 10 xác nhận các đơn vị Nga tiến quân đến gần làng Sieverne ở hướng tây nam thị trấn và áp sát làng Stepo Krasnohovskivka ở hướng Tây Bắc. Ở một diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hôm 12 tháng 10 thừa nhận, cuộc phản công của nước này diễn ra không đúng với kế hoạch đề ra. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Ukraine Kaza Pravda, Ông Budanov cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ chậm tiến độ mà còn hoàn toàn thất vọng sau nhiều chuyện không suôn sẻ như kẻ mong đợi. Tuy nhiên, ông từ chối giải thích không đúng kế hoạch có nghĩa là gì và cho rằng mọi người nên tự rút ra kết luận. Trước đó, hồi tháng 2, ông Budanov từng cho rằng Kiev có mọi cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trong năm nay. Song bây giờ, ông thừa nhận viễn cảnh đã thay đổi nhưng ông không nói rõ lý do cụ thể, mà chỉ nhấn mạnh hầu hết các lời giải thích cho việc này đều là bí mật quốc gia. Cũng theo ông Budanov, việc tiếp tục cung cấp vũ khí và các khoản viện trợ khác cho quân đội Ukraine có thể bị ảnh hưởng do cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Tuyên bố này đề cập đến cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và và lực lượng Hamas ở giải Gaza. Nga mới đây thông báo lực lượng nước này xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine gần thành phố Donetsk và tiến thêm tới 600 mét. Ông Vadim Astaviev, phát ngôn viên cánh quân yếu của Nga cho biết, quân đội Nga đã được bước tiến nhờ đợt tập kích tập trung vào vị trí quân đội Ukraine tại phía bắc Abdiabka và các khu dân cư lân cận. Abdiyevka nằm phía bắc thành phố Donetsk, thủ phủ cùng tên có dân số khoảng 30.000 người trước xung đột. Quân đội Ukraine trong nhiều năm qua biến đô thị này thành các cứ điểm vững chắc trong khu vực. Lực lượng Nga đang áp sát ba mặt Đông Nam và Bắc Abdiyevka khiến Ukraine chỉ còn tuyến tiếp tế từ phía Tây. Phía lực lượng Ukraine phòng thủ tại Abdiyevka từng cảnh báo nơi này có thể trở thành bắc mút thứ hai, đề cập tới đô thị mà Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau chiến dịch tiến công kéo dài nhiều tháng. Gần đây, Nga đã phát động hàng loạt chiến dịch nhắm vào các vị trí khác nhau của Ukraine nhằm phân tán lực lượng và chặn đà phản công của đối phương. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố cuộc phản công của nước này đã thành công trong việc giành lại một nửa lãnh thổ Nga kiểm soát vào đầu năm nay, vượt qua lớp phòng tuyến Surovikin kiên cố và làm suy yếu chuỗi hậu cần của Moscow bằng cách tấn công vào sâu trong Crimea. Theo người phát ngôn lực lượng phía đông của Ukraine, Nga đã nối lại hàng loạt cuộc tấn công theo hướng thành phố Kupian ở mặt trận phía đông bắc hôm 6 tháng 10. Các nguồn tin từ Nga cũng xác nhận về cuộc tấn công mặt đất theo hướng Sinkipka. Hồi tháng 7, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến công để giành Kupiansk. Các nhà phân tích quân sự đánh giá đây là nỗ lực của Moscow nhằm đánh lạc hướng các lực lượng của Kiev khỏi những khu vực mà họ đang đạt được tiến triển. Đây chính là điều Nga đã thực hiện ở Kupian trong những tháng qua. Dù vậy, Ukraine vẫn vượt qua được lớp phòng tuyến đầu tiên của mặt trận phía Nam gần Roboty hồi tháng 9. Quân đội Nga ở Roboty dường như đã xoay vòng lực lượng giữa các trung đoàn súng trường cơ giới 291 và 71 sau các cuộc giao tranh dữ dội. Các lực lượng gần Roboty và Fobo hiện đang bận rộn cài lại mìn tại các vị trí mà Ukraine đã dọn sạch. Các lực lượng của Moscow cũng đang tiếp tục tấn công vào các khu vực khác các lực lượng của Moscow còn tăng cường nỗ lực giành Abdiivka sau nhiều tháng bao vây. Phía Ukraine cho biết Nga đã điều số lượng lớn binh lính và trang thiết bị tới Abdiivka trong cuộc tấn công lớn nhất vào thị trấn này kể từ khi xung đột nổ ra vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Một số nhà quan sát nhận định chiến thuật tấn công của Moscow nhằm mục tiêu đóng băng cuộc phản công chậm mà chắc của Kiev. Điện Kremlin có thể cho rằng cuộc xung đột sẽ tạm lắng vào mùa mưa khi bù lầy cản trở hoạt động của xe tăng và xe bọc thép. Dù vậy, Ukraine đã tuyên bố nước này có thể duy trì đà tiến công trong suốt mùa đông. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng nga mới đây công bố video ghi lại cảnh binh sĩ nước này vận hành pháo tự hành MstaS càn quét các phương tiện bọc thép và nhân lực của Ukraine ở Kupiansk. Bộ quốc phòng nga mới đây công bố video ghi lại cảnh binh sĩ nước này vận hành pháo tự hành MstaS càn quét các phương tiện bọc thép và nhân lực của Ukraine ở Kupiansk. Sau khi nhận được dữ liệu từ các đơn vị trinh sát, đội pháo binh Nga tiến hành tấn công vào các địa điểm được chỉ định. Pháo m s cực kỳ hiệu quả trong việc quét sạch các thành trì, kho đạn, nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine. Trong clip, pháo có nòng đường kính lên tới 152mm và lồng sắt chống UAV trên đỉnh. Khi rời vị trí ẩn nấp, m s vẫn được phủ lớp ngụy trang. Pháo có các khúc gỗ chèn ở hai bên hông và mặt trước tháp để bảo vệ pháo trước hỏa lực đối phương cũng như để giúp pháo tự hành này di chuyển dễ dàng hơn trong điều kiện thời tiết xấu như khi có bùn lầy. Là phiên bản thứ ba của m pháo tự hành m 2 s 2S19M2 có tốc độ bắn đáng kinh ngạc là 10 phát một phút và có khả năng ngăn chặn hỏa lực của kẻ thù bằng nhiều loại đạn. Tổ hợp 2S19M2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động mới và bản đồ kỹ thuật số, giúp tăng tốc độ định vị mục tiêu trong điều kiện địa hình và thời tiết phức tạp. Hệ thống 2S19M2 có tầm bắn tối đa 25 km với đạn nổ mảnh tiêu chuẩn và 36 km với đạn tăng tầm sử dụng động cơ phản lực. Nó còn có khả năng sử dụng đạn pháo thông minh Krasnopol và Krasnopol M vốn không tương thích với hệ thống nạp đạn trên mẫu 2S19 nguyên bản. Mỗi quả đạn Krasnopol có tầm bắn tối đa 40 km dẫn đường bằng laser và có thể đánh trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ 35 km/h. Để tránh bị phát hiện, pháo tự hành 2S19M2 được trang bị hệ thống ngụy trang thế hệ mới làm giảm đáng kể nguồn nhiệt phát ra từ xe cũng như vô hiệu hóa hệ thống radar trinh sát của đối phương. Được biết, hồi tháng 7, quân đội Nga nhận lô pháo tự hành 2S19M1 1 m S đầu tiên. Văn phòng báo chí của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec cho biết, chúng tôi đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô pháo 2S19M1 1 m -Star S theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước năm 2023. Trước khi cung cấp, tất cả các phương tiện chiến đấu đều đã trải qua các cuộc thử nghiệm vận hành và khai hỏa tại thao trường cũng như tại nhà máy tập đoàn Rostec cũng cho biết phiên bản nâng cấp của lựu pháo được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ sớm chuyển giao các hệ thống phòng không mới cho Ukraine có khả năng bắn tên lửa tầm nhiệt AIM-9M Sidewinder. Những hệ thống này chính xác là gì thì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng trang The Warzone đã từng thảo luận về khả năng trang bị tên lửa Sidewinder không đối không cho lực lượng Ukraine. Động thái này diễn ra sau việc chuyển giao AIM-9M, một phiên bản không đối không cũ hơn của Sidewinder trong các gói viện trợ quân sự của Mỹ hồi đầu năm nay. Trong Warzone dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ngày 11 tháng 10 tại cuộc họp lần thứ 16 của nhóm liên lạc Ukraine đa quốc gia ở Bruxelles, Bỉ. Một đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm đạn AIM-9 cho hệ thống phòng không mới mà chúng tôi sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine winder chỉ là một phần của gói viện trợ đầy đủ mà Lầu Năm Góc công bố ngày 11 tháng 10, trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Gói này còn bao gồm đạn đường không có độ chính xác cao, một thuật ngữ trước đây để chỉ bom dẫn đường chính xác có tên đạn tấn công trực tiếp phối hợp, tên lửa chống tăng TOV kép, đạn pháo và đạn vũ khí nhỏ, máy bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử. Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về những thành phần khác của hệ thống phòng không mới kể trên, ngoài tên lửa IM-9M Sidewinder. Trước đó, anh và năm nước Bắc Âu gồm Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Iceland và Litva đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 100 triệu bảng Anh, tương đương 123 triệu đô la Mỹ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ gói hỗ trợ quân sự trích từ Quỹ Quốc tế dành cho Ukraine (IFU) do Anh quản lý sẽ cung cấp thiết bị giúp các lực lượng Ukraine giả phá bom mìn, phá hủy các chướng ngại vật và xây dựng các vị trí phòng thủ để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Gói viện trợ trên là một phần trong thỏa thuận hỗ trợ từ IFU đã được công bố, trong đó có khoản hỗ trợ năng lực phòng không trị giá hơn 70 triệu bằng Anh. Năm 2022, Anh và Đan Mạch đã thành lập IFU, cơ chế tài chính sử dụng các khoản đóng góp của các đối tác quốc tế để trang bị viện trợ quân sự cho Ukraine. Cho đến nay, quỹ này đã thu được 785 triệu bảng. Mỹ cần phải sẵn sàng cho viễn cảnh nổ ra xung đột cùng lúc với Nga, Trung Quốc bằng cách mở rộng các lực lượng vũ trang, củng cố các liên minh và tăng cường chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, đó là kết luận rút ra từ báo cáo của Ủy ban Tư thế chiến lược do Quốc hội Mỹ thành lập và bổ nhiệm với nhiệm vụ phân tích và đưa ra các đề xuất dài hạn để điều chỉnh năng lực chiến đấu và hạt nhân của Mỹ. Báo cáo đã đảo ngược chiến lược an ninh quốc gia mà Mỹ đang áp dụng, đó là giành chiến thắng trong một cuộc xung đột trong khi tiến hành gian đe để ngăn chặn nguy cơ xung đột thứ hai. Để áp dụng chiến lược an ninh quốc gia mới theo hướng báo cáo đề xuất, chính phủ Mỹ cần tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong lúc chưa rõ sự ủng hộ của Quốc hội. Phát biểu trong buổi công bố báo cáo, Phó Chủ tịch John Kin cảnh báo Tổng thống và Quốc hội phải trình bày cho dân Mỹ biết rằng việc nâng chi tiêu quốc phòng chỉ là một cái giá không đáng là bao nếu muốn ngăn chặn viễn cảnh xung đột hạt nhân nổ ra với sự can dự của cả Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trong khi gần đây, những bức ảnh vệ tinh chụp các địa điểm thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở Nga, Mỹ và Trung Quốc cho thấy cả ba quốc gia đang thực hiện các biện pháp nhằm mở rộng và tân trang các địa điểm thử nghiệm vũ khí hạt nhân CNN cho biết sau khi phân tích hình ảnh về các địa điểm thử hạt nhân của Mỹ, Nga, Trung Quốc do vệ tinh thương mại Planet chụp, các chuyên gia quân sự cho rằng có nhiều hoạt động đang được tiến hành tại những khu vực trên, trong đó số lượng các đường hầm trong núi, cơ sở lưu trữ, lưu lượng phương tiện ra vào ngày càng gia tăng. Thông thường các vụ thử hạt nhân được thực hiện dưới lòng đất nhằm ngăn chặn sóng xung kích lan tỏa xung quanh và các chất phóng xạ có thể bị gió cuốn đi, gây nguy hiểm cho người dân sống gần bãi thử. Những ngọn núi đặc biệt hữu ích vì các lực lượng thử nghiệm có thể đào theo chiều ngang để tạo ra không gian bao trùm vụ nổ. Lần cuối cùng Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân là vào năm 1992, Liên Xô là vào năm 1990 và Trung Quốc là năm 1996. Nga đã kế thừa kho dự trữ hạt nhân từ thời Liên Xô. Và quốc gia này chiếm hơn 92% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới nhưng đã không thử nghiệm hạt nhân trong nhiều thập kỷ qua. Nga đã phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện nhưng Mỹ và Trung Quốc thì vẫn chưa ký kết. Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện ra đời vào ngày 24 tháng 9 năm 1996 với mục đích cấm tất cả các vụ thử hạt nhân trên trái đất, kể cả các vụ thử vì mục đích hòa bình. Song đến thời điểm hiện tại, hiệp ước này vẫn chưa có hiệu lực vì chưa có sự phê chuẩn đầy đủ của 44 quốc gia thuộc danh sách phụ lục 2, các quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Bản tin Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!